Cho Lý chào trước đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đi giờ bật này, này xã Bình An đúng không? Để dòm dòm nha. Từ từ dòm dòm coi trời mưa có gì dọn nữa. Đi ăn không nha. Bữa nay anh em mình đi xã Bình An. Nãy trời mưa. Ủa, này Bình An hay là Tân Đông? Hình như Tân Đông. Hả? Bình An. Khu huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Khu này anh em mình có đi rồi. Bữa nay đi lại. Đúng rồi anh. Đi dòm 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 tới trước cái chết Tâm ơi. Ngày hôm qua với ngày hôm kia. Ngày hôm kia thì mưa. Mới sáng ra mưa rắc rắc rắc, mưa suốt luôn. Cho nên nhóm mình vắng, không có đi làm. Còn ngày hôm qua thì cũng mưa nhưng mà mưa nhỏ chứ không như bữa trước. Với phần nữa anh Giang anh bị đau lưng. Cho nên lại vắng 2 ngày. Bữa nay mới đi làm. Dưới đây chưa xả. Rồi vô đúc đầu ta. Vô cũng trọng lắm nè. Sao bạn? Chết. Mấy cái giỏng này của mấy người giữ dịch á, người ta thả dịch á, người ta mắc lên, người ta ngủ, thật giữ dịch, ngủ bờ ngủ bụi vậy đó. Mà mình thấy người ta che đơn giản vậy nè, che mưa. Cô thích khi nào giáp gì đi. Trướng không nên, ở bên trướng nó còn bự, bên trướng là chỉ 40 kg thôi.
Trời ơi. Ý ý sức đi. Ý sức thì đau lưng đi. Dạ dạ đừng đau ba. Có nghiên cứu rồi ba. Đỡ nội ra nội à. Nghiên cứu coi. Lấy răng cắn gì dặn ra mà mất tiêu đi. Mất tiêu đỡ thương. Nhóm nhà nhóm Trường Giang là chúng đông. Là nó coi nó ngó rồi. Thừa nhóm Trường Giang lấy này chúng đông. Không biết nó chạy vô ha rút nó chạy ra ha rút vô hang này hả cái nào nó kiểu như hổ ngựa vậy đó có dấu không mới thấy nó chạy này nè chạy về hoặc là chạy về nè cho mình thấy có đoạn khúc này nè. Khúc ngay đây thôi chắc học vô hang rồi hả mới chạy rõ ràng luôn á thấy nó chạy rõ ràng luôn mà thấy được có con đoạn này cho nên không có xác định được nó rút vô hay chạy ra không lẽ nó mới nó rút gì đó hả lẽ vậy thấy nó màu vàng vàng kiểu như con hổ ngựa rồi đó láng luôn hả mới chạy vô hay gì ta sao thấy nó láng dữ vậy không cái này không phải mới chạy đẹp không? Nến bông lưỡng đông. Ê, chớp anh Hoàng ơi. Cái gì? Thấy rồi hả? Chớp. Chớp rồi thôi. Đâu? Coi cái màu. Ừ, nó nè. Nó mới chạy qua nè. Không lẽ nó ra ngay ban ngày ta? Phải nó không? Cái màu y chang vậy nè. Dẫn ra chỉ cho một bảo anh bắt mấy con mà vậy hả ừ. Con này con hổ sáp nhưng mà nãy mình thấy nó có cái đoạn vậy thôi không biết nó rút vô hay chạy ra mà
mình nghĩ là có thể là nó chạy qua đây, nó rút vô đây nè. Mà con hổ sát nó lại đi ban ngày. Cách tám lạng ngày lạng à. Rồi cái lỗ dùi mới thấy mới rút vô còn ướt bóng. Ra. Đó. Bự chứ. Con này cũng cả ký chứ. Không tới hả? Đơn giản luôn anh Hoàng. À, anh Giang tên lụm lúa luôn. Tại nó bung nó chạy vô, tôi nghĩ là nó bung chạy qua đây, nó ở đây nè. Nó chạy vô đây nè. Thấy nó có một đoạn chừng không tới gang tay nữa. Cái không biết khúc gì mà cái kiểu như mình vừa sớt ngang cái là mà ở xung quanh là cỏ kín á. Cho nên không có nghĩ, không có nhận xét được con rắn gì. Nắm lại. Hôm nay chắc mưa. Cho nên mình nghĩ là con hổ ngựa, cái màu nó cũng y chang vậy đó, nó cũng hơi vàng vàng, ngã vàng vàng vậy. Mà mình nhìn không hết con đó, cho nên mình không có đoán được. Thì ra là ảnh từ bên đây ảnh tuôn qua đó, mình đi tới đây nè, vừa đi tới đây thôi. Thôi, gần gần đây nè, chỗ này nè. Đây nè, đây. Nó vừa đi tới vậy nè, cái thấy mình thấy nó có một đoạn vậy nè. Con đoạn chút xíu thôi. Tại vì lúc đứng ở bên này mình thấy nè. Dưới ngã tư tân phước mà anh bên đây. Nào ra cũng lấy sát bên nó chọi nó bò vô đó. Hang đó. Hang đó. Khỏi trừ phải không? Trừ rồi luôn. Trừ rồi luôn. Mới chỉnh rồi. Được 740 gram. Đó cái đào quất. Lẹ chứ. Cặp từ đó nó đánh qua đây, nó chui đây liền lẹ chứ. Tâm nó qua đây nó mới phát hiện cái hang có dấu. Đi đi. Rồi cái hang nó kiểu như hổm này mưa có nước. Chứ anh bùng không à? Lỗi qua mà em thấy nó dấu, có dấu bùng nữa rồi lỗi qua đó. Nó bắt được ngôi sáp ngon lành. Hồi nãy mình đạp cái là xanh xương rồi hà nó cùng hả? Ôi vậy phải nãy tưởng hổ ngựa đạp cái là xanh xương với nó rồi. Đây dấu hực cũ nè. Lạc đứng. Hôm nay mưa bị đuối nước ra phơi nắng nha. Lúc trước anh bắt một cặp thứ hai, hai con ra ra nằm miệng hang rồi đó. Mưa vậy luôn hả? Ờ. Bữa trước mưa bữa sau đi bắt vậy à. Rồi cái đi tới đào đang đào hang đó luôn. Cái ông chú ông trong nhà đi ra. Bên nãy con đào hang đó vô phải không con? Có dạ. Chú bữa bên nào ra gọi chú hái dừa hai bắp đầu cũng nó nằm miệng hang nè, hang cái chú đấy đất chọi thêm một con bò vô hang, một con bò xuống ruộng. Cái lỡ đạp chúng nó vỡ vô nên nó chạy chị. Căng chứ đạp nó quay lại dứt liền chứ ở đó. Ê, đạp nó sao căng được. Đạp cái hơi thật xả nó quất liền ở đó. Mình đâu có né kịp nó đâu. Dưới giống này con trọng mà biết phải nói lại đó mà. Dạ.
Ôi dưới đẹp quá. Ảnh Trường Giang lúc đây tập mấy ký? Ảnh nè. Ảnh Trường Giang hả? Hả? Ở Trường Giang đó hả? Có chữ trên áo đó. Đâu có chữ Trường Giang đâu. Đó. Đâu có. Trăng mắt. Ở trước nè. Đây là trước ngực anh Giang. Cho ảnh coi anh Giang. Đó. À. Cái đó mấy năm trước lận. Đến dần dần lại cái dấu đẹp quá nè. Dấu đẹp. Không may hả chú? Quang. Giờ giờ dâu tô dính dãn rồi. Trời ơi, tưởng nó anh nói dầm rắn. Giống. Không lên trên. Trời ơi. Có nó có cái lớp vải in lên lên bùn luôn á. Nè, chỗ này lớp vải in lên bùn. Ghê quá, lắng bóng. Sọt tay vô nó chòm ra nó giả cho một giả. Ê, giả đó. Đủ chưa? Không, đâu có lần này á. Đủ ký không? Ê, nắm nắm lại không? Đâu rồi? Đây em nắm cho anh, cho anh đào đây. Đây nè, anh lú qua đây nè. Nè, ở đâu? Lú qua đầu rồi, nè. Lên nè. Rồi, nhỏ. Ui, vậy anh rớt quá. Đậu quá. Rồi luôn, cho lên luôn đi nha. Ra chưa? Rồi ra không? Không. Dựng ra, dựng ra, vô cái đầu ở đây nè. Cái này là con hổ dện. Cái loại này anh em mình trên nửa ký mới bắt nó lận. Em, đâu rồi? Còn dưới nửa ký thì thả lợi. Nhìn cái đầu nó nhỏ quá, không biết nó đủ không? Làm mình ăn về nuôi ha? Không mình. Cái loại rừng này mình nuôi khó lắm. Nó không ăn, có con ăn, con không. Rồi mà nó không ăn thì mình ăn thịt nó luôn à. Với nó ốm, nó chết. Lít nó trừ sẵn cái bao nè, không chín. Rồi, thua rồi anh Giang ơi. Giỡn rồi. Em à, em xem. Sao thấy dấu bự của mà ta? Tại đất hình á. Ăn hả? Này chăm chế, chấm chấm điểm hơi hơi nhẹ nhẹ. Chấm điểm kiểu như cô giáo mà. Chấm điểm là nương tay tí xíu dám đậu lắm. Đậu phải. Ôi đậu rồi, đậu rồi. 59 60. 58, 58 8. Đậu rồi. Cho mày chết. Chưa được 600 gram. Dưới nửa ký mới thả, còn trên nửa ký thì đủ rồi. Đủ rồi, đủ lỗi rồi. Ừ. Ở đây con kia không may, không giận. Dạ, không may, không giận thứ khu này.
đây mà dạ. Ra là chỗ lúc rồi quẩy ra đầu trống quá, không có mấy con trọng ở trong đầu gồ cổ quá. Đây ra ngoài thì quẩy có cái hàng cây lúc quẩy. Đây ra quẩy cũng mấy trăm mét rồi. Nãy mình ngoải vô phải không? Cái dừa rồi đó. Dạ, nãy ngoải tụi con ngoải vô á. Con bỏ xe ngoải. Dạ. Nó hò cả ngày lần như nó đi xuống hay về tất cả tiếng hò này gần đâu đây này, nó nghe mùi hổ dện nó hò xuống đó chứ. Tụi cái sụ không à. Anh bằng anh tính. Có bắt giận rồi hả? Ê, cho tôi dọn đi. Làm sớm rồi. Còn 4 tháng trung nữa kìa. Thấy dịch anh bằng anh tính anh đòi bầm. Ê, bây giờ bữa nào mình bầm nữa. Thấy rắn cái anh xin cũng đòi bầm. Bữa nào mình bầm sớm nhậu bữa. Dịch ra. Rắn á, chứ dịch của ta mà tụi tôi. Cha bệnh rồi. Vậy thì dân ca bây giờ làm mồi tụi mình nhậu. Tụi người tụi mình làm mồi dân ca nhậu, dân ca làm mồi tụi mình nhậu. Anh kêu đó thì nhậu ít thôi. Giờ đây còn nhậu được. Đó vẫn nhiều quá, nhiều giờ bị no rồi. Đầy đục rồi. Tính lên gò đó chưa? Không có đâu. Tính là bây giờ phải có anh Tèo mới được. Nếu mà có anh Tèo rồi mình có dịch để nhậu liền, nướng liền. Gò đất đó gò mới. Anh đi Mũi Né rồi. Bình Thuận Mũi Né rồi. Cái gì người ta giàu đi xa thì nói đi du lịch thì lịch hả? Còn người thực còn nghèo nói vậy, đi xa cái nghe người ta nói đi trốn nạn. Đúng mà, người ta nói đúng. Mấy cái ruộng mới cày không biết sao con mấy con chim én này nó bay rồi như mấy con rầy ở dưới nó bung lên hay sao én bay quá trời. Mà tương lai đi xa, tôi vẫn nghèo thương tôi. Đôi khi thấy nghèo là tùng thiếu, thời đời nhiều dẻo neo. Mà làm sao tôi cũng nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn vẫn cười cười, luôn luôn thấy yêu đời đành chia xa.
lòng em đau nhói. Thầy xin hãy nói câu biệt ly. Nãy giờ chả đi trét đây, thì lại thế nào cũng dính à. Quẹt lên cỏ á. Con miếng mà cái mùi nó gắt lắm á. Nhưng em vô con khúc cùng nha. Hên quá, vừa về thấy xe có dấu hiệu bụng rũng tay chân rồi. Dấu hiệu đói bụng á. Sáng ăn một hộp cơm chứ ăn có nửa à. Vậy mà bị đói. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Nay đi được hai con. Một con hổ sáp, hổ mang á. Với con hổ dện. Giờ anh em mình về.